tín đồ Phật giáo hòa hảo, tích cực báo đáp tứ đại trọng ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Mời người về thăm hòa hảo, lượng lờ soi bóng tiền giang, nước ngọt thấm tươi cây lành, gió qua lời phù sa bồi đắp. Chùa thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang, tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày, tàu bè dập ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay.